Các bạn ấy bài về nhà gần chữa bài nào không? Câu cuối. Câu cuối như nào Tùng nhỉ? Đã làm tí. Để nhiều quá. Đặt lại tìm. Đi câu mà 1 trên cốt 3x trừ 1 trên sin 3x bằng 2 căn 2. 1 trên cốt 3x trừ 1 trên sin 2x. Rồi bằng 2 căn 2, ok. Đã nắm được câu đấy câu nào rồi. Chữa bài vào nhà trước nhá. Cuối là 1 trên cos 3x này trừ 1 trên sin 3x bằng 2 căn 2. Thì đầu tiên là bạn nhớ là cái phương trình này mình thấy nó có ở dưới mẫu, nó có chứa biến. Cụ thể dưới mẫu chứa sin 3x và cos 3x. Nên là trước khi giải phải có điều kiện là sin 3x khác 0 và cos 3x khác 0. Đúng không? Và như hôm trước mình học thì cả sin và cos của một góc cũng khác không, thì lúc ấy sin góc nhân đôi ấy, hai lần của sin 3x cos 3x khác không, đồng nghĩa việc là sin của 6x khác không. Đấy, như vậy là bạn tương đương ra 6x bạn khác là kpi, tương đương là x của ta khác kpi trên 6. Ok. Sau khi có cái này xong thì mình tiến hành mình quy đồng đây. Sin 3x này trừ cos 3x này trên tích của sin 3x cos 3x bằng 2 căn 2. Bạn tích chéo đi. Bằng 2 căn 2 nhân với lại sin 3x cos 3x. Bây giờ em hãy nghĩ trong đầu là ở đây thì mình thấy là góc của ta nó không phải góc góc x nữa, góc tất cả góc này góc ái hết à, thì đây em thấy đây là hiệu không, xuất hiện hiệu này, đây là tích không. Đó, có hiệu có tích. Như vậy là khi có hiệu có tích rồi thì chúng ta sẽ gì, ra đặt đặt hiệu bằng bằng t nhá, đặt t bằng sin 3x này trừ đi cos 3x thì nó chính bằng là căn 2 của sin hiệu 3x trừ pi trên 4. Em nhớ là bình thường mình làm là góc x thì góc bài này là nó thành 3x hết. Thành góc 3x hết. Như vậy t của ta cũng thuộc đoạn từ trừ căn 2 cho đến căn 2. Được. Ok chưa? Sau đó thì bình phương lên này. Có phải được là sin bình 3x cộng với cos bình 3x trừ đi 2 lần sin 3x cos 3x. Thay mình thay thành là 1 trừ đi 2 sin 3x cos 3x. Từ đó thì thầy rút tích ra. Sin 3x cos 3x bằng 1 trừ đi t bình tất cả chia 2. Đấy. Đặt hiệu là t. Lúc này thì tích thầy cũng rút được theo t rồi. Thầy thay vào cái phương trình của mình. Nhá, viết ở đây phương trình trở thành. T này bằng 2 căn 2 nhân với 1 trừ đi T bình trên 2. 2 với 2 này hết nhá. Như vậy T thì bằng gì nhỉ? Căn 2 trừ đi căn 2 T bình. Hay là tương đương. Căn 2 T bình cộng T trừ căn 2 bằng 0. Các bấm máy trong công nghiệm như nào các bạn? Căn 2 trừ căn 2 ạ. Căn 2 trên căn 2 á? Căn 2 trên 2 ạ. Vi trừ căn 2. Vi trừ căn 2.
căn 2 trên 2 với lại trừ căn 2. Thì hai thằng này nó đều trong khoảng mà mình xét, đúng không? Đều trong cái khoảng vừa nãy mà mình đưa điều kiện của T vào. Hai ông này đều thỏa mãn hết. Rồi bây giờ quay lại giải. Giải từng thằng một. Điều thứ nhất này. Nếu T bằng là căn 2 trên 2 thì suy ra, suy luôn ra là căn 2 lần sin của 3x trừ pi trên 4 bằng căn 2 trên 2. Hay tương đương là sin của 3x trừ pi trên 4. Bạn chia 2 vế cho căn 2 thì còn là 1 phần 2. Được chưa? Tương đương tiếp này. Ngoài ra hai trường hợp. Đấy, sin là 1 phần 2. Góc là góc pi trên 6. Đấy, hoặc là góc 5 pi trên 6. Bạn bấm máy xem nào. Cái này là 5 pi trên 12 cộng k 2 pi. Chỗ này là 13 pi trên 12. Sau đó mình chia 3 là mình xong, đúng không? Kiểm soát lại thầy con số nhé. Như vậy là 5 pi trên 36 cộng k 2 pi trên 3 hoặc là 13 pi trên 36 cộng k 2 pi trên 3. K thuộc Z. Ok chưa? Đó. Đấy là trường hợp T, trường hợp đầu tiên của thầy. Với trường hợp thứ hai, T bằng trừ căn 2, suy ra là căn 2 lần sin của 3x trừ đi pi trên 4 bằng trừ căn 2 nhé. Vậy thì tương đương là sin này bằng trừ 1. Sin bằng trừ 1 thì ra có một họ thôi. Đấy, sin bằng trừ 1. Sin bằng trừ 1 thì ra cái nghiệm gì nhỉ? Các bạn, Thành Đan, sin bằng trừ 1 ra gì hả em? Em ạ? Ừ. Sin bằng trừ 1 ra x khác. Nào, nghĩ kỹ nào. Sin bằng trừ 1, họ nghiệm là gì? Chương trình cơ bản đấy. Bi trên... bi cộng k bi ạ, bi cộng k 2 bi ạ. Bi cộng k 2 bi là không đúng, sin bằng trừ 1 mà. Sin mà, sin đứng mà. Sin đứng cốt nằm mà. Bi trên 2 ạ. Bi trên 2 không đúng luôn. Trừ bi cộng k 2 bi ạ. Không phải, sin bằng trừ 1 là trừ pi trên 2 cộng k 2 pi. Trên đường tròn lượng giác là ở đây mà em. Sin đứng này, đây là 1 nhá, đây là 0, đây là trừ 1 ở đây này, điều này chỉ là trừ pi trên 2 không? Sau đó mình rút 3x ra, chuyển là này sang, trừ pi trên 2 và cộng pi trên 4, trừ pi trên 4, cộng cả 2 pi. Sau đó mình chia cho 3 là mình xong, trừ pi trên 12, cộng cả 2 pi trên 3. Đây vậy tổng kết lại là mình có 3 họ nghiệm tất cả. Kèm kết luận nhá, vậy. Phương trình có tập nghiệm S bằng. Đấy, em kể giúp thầy ba cái họ nghiệm này ra với. Viết hết ba họ nghiệm này vào. Ok. Đã xong hết. Mình chuyển nhá, mình sang cái mẫu tiếp theo trong cái phần này. Đã, sang cho thầy. Em có thể kẻ mà nó đi, nhìn cho nó rõ ràng. Kia thầy mẫu 3. Mẫu 3 của cái dạng phương trình đối xứng nhé.
Thì có cái phương trình dạng như sau. A nhân với tan bình x cộng cô tan bình x cộng B nhân với tan x cộng cô tan x cộng C bằng 0. Ở đây có sự xuất hiện của tan cộng cô tan này và tổng bình phương của chúng nữa, tan bình cộng cô tan bình. Thì vậy với gặp khi gặp phương trình này nhá, với phương pháp của ta này, ta sẽ làm sao như sau, ta đặt các bạn là t bằng tan x cộng cô tan x. Đây là thầy t bằng tan x cộng cô tan x. Thì khi đó em bình phương hai vế lên nhá. Em được t bình bằng tan bình x này cộng cô tan bình x này cộng với hai lần tan x cộng cô tan nhân cô tan x, tan x nhân cô tan x. Nhưng mà tan nhân cô tan thì bằng gì các em nhỉ? Tan nhân cô tan thì bằng gì đây? À Tùng, tan nhân cô tan luôn bằng gì? Tan nhân cô tan bằng 1. Ừ, luôn bằng 1, vậy cái này thì là cộng 2 thôi. Đó, thì từ đây thầy thằng ta có thể rút được là tan bình cộng cô tan bình ra theo T là bằng T bình trừ đi 2. Hiểu ý chưa? Đó, khi đấy thầy sẽ thay hết thành cái phương trình ban đầu nhé. Phương trình trở thành như vậy là A nhân với này mở hoặc là T bình trừ 2 cộng B nhân T cộng C bằng 0. Bạn được một phương trình bậc 2 ẩn là T không? Bạn giải ra nghiệm T cho thầy. Có nghiệm T quay lại tìm nghiệm X nhá. Đó, có nghiệm T quay lại tìm nghiệm X. Thế là xong nhá. Cái phương án của ta thì nó như vậy, nó rất là rõ ràng rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm ví dụ. Đấy, để mình xem là cái bài này nó như thế nào. Ghi thầy cái ví dụ đầu tiên, ví dụ 1 của mẫu 3 này. Thầy cần giải phương trình sau đây. 2 trên sin bình x cộng với 2 lần tan bình x này cộng 5 lần tan x cộng 5 lần cô tan x cộng 4 bằng 0. Đấy, các em quan sát cái phương trình của mình. Cái phương trình này đầu tiên mình nhìn nhỉ, xem cho thầy này. Cái phương trình này đã là dạng như cái phương trình ở mẫu 3 chưa? Công Minh, phương trình này đã dạng ở mẫu 3 chưa? Chưa thầy ơi. Ừ, thế mình để ý này. À, hai cái này bạn thấy ta với cô ta này cùng hệ số là 5. Cùng hệ số là 5, nếu mà thầy nhóm 5 vào là thầy xuất hiện được tổng ta với cô ta đúng không? Tuy nhiên đây là thấy mỗi có hai tăng bình, còn cái này lại chưa phải là cô tăng bình. Thế giờ biến đổi như nào bài này? Ai biết? Mình phải xử lý như nào bây giờ? Bạn nào nhìn ra rồi? Ai nhìn ra giơ tay nào? Mai nào? À, biến đổi sin bình x về à đâu 2 trên sin bình x về 1 cộng cotan bình ạ. Cotan bình x. Thực ra là 1, đây chính là 1 trên sin bình nhân với 2 đúng không? Mai. Vâng ạ. Ừ, thì 1 trên sin bình chính là gì em? 1 cộng cotan bình x ạ. Đúng rồi, nó chính là 1 cộng cotan bình. Thế vậy thì bài này mình ok rồi, đã có hướng rồi. Thì trước khi làm thì ghi điều kiện đã. Ở đây bạn để ý cả sin cả cos đều khác không, đúng không? Dẫn đến là bạn phải có gì tương đương là sin góc nhân đôi khác không ấy, hay là x của bạn khác thì k pi trên 2 nha. Đây là điều kiện bài toán này. Đó, thế giờ thầy biến đổi theo hướng như vừa nãy mà phát hiện ra 2 nhân với này, đây là gì? 1 cộng với cô tăng bình cộng 2 tăng bình cộng 5 này, thấy nhóm hai thằng này luôn vào nhau, tan x cộng cô tan x luôn. Cộng 4 bằng 0. Phá tung này ra 2 cộng 2 lần cô tan bình. Đó. Thì đấy, bây giờ tôi ghép con 2 này với cái con 4 ở cuối thì tí là thì viết thành 6 nhá. Hai thằng này thì tôi thấy chung có 2 này, đặt 2 ra. Đấy.
2 cộng 5 lần tan x cộng cô tan x. Như vậy là cộng 6 đúng không? Bằng 0. Đó. Sau đó thì em xuống dưới em đặt t bằng tan cộng cô tan. Đấy, t bằng tan cộng cô tan. Thực ra bài này mà kỹ ấy, chúng ta có thể đi tìm triệt để về điều kiện của t. Thì tuy nhiên thì thầy khuyến khích các bạn là thôi không phải tìm nhá, không phải tìm, lát nữa mình cứ tính hết ra, có ví dụ là một con t thì thay một lần lại, hai con thì thay hai lần kiểm tra nhá, nếu nó vi phạm nó sẽ vô nghiệm ngay mà, được chưa? Rồi t bằng tan cô tan thì phải suy ra t bình của thầy, có phải là tan bình x cộng với cô tan bình x cộng 2 luôn bạn nhé. Hai lần tích thì do tan nhưng cô tan bằng 1 rồi, nên là hai lần tích nó chỉ bằng 2 thôi. Từ đây thầy rút là tan bình cộng cô tan bình chính là t bình trừ đi 2. Đấy, phương trình trở thành. Giờ mình thay hết hình t này các bạn này. Như vậy 2 nhân với t bình trừ 1. À t bình trừ 2. 2 nhân với t bình trừ 2. Cộng với 5 nhân t cộng 6 bằng 0. Các em nhân tung ra nó phải 2t bình này cộng 5t này, 6 đây trừ đi 4 là cộng 2 à. Các bố máy có thầy thêm t bằng mấy vậy các bạn? Trừ 1/2 với đây trừ 2. Ok. T bằng trừ 1/2. T bằng trừ 2. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hai con này mình thay ngược về để mình tìm nhá. Ý thứ nhất, với t bằng là trừ 1/2, thầy suy ra là tan x cộng với cô tan x bằng trừ 1/2. Thấy chưa? Tan x cộng cô tan x bằng trừ 1/2. Bây giờ để làm tiếp ấy, thì theo thầy các bạn nên đưa thành phương trình là tan hết. Thầy tương đương này, thầy viết thành tan x này, cô tan x chính là 1 trên tan x bằng trừ 1/2. Sau đó em tiến hành em quy đồng lên. Như vậy là ra tan bình x này cộng 1 này bằng đâu nhỉ, 2 tan bình x này cộng 2 thì bằng là trừ tan x, đúng không? Đấy, em quy đồng hai vế lên thôi mà, quy đồng khử mẫu luôn. Thầy chuyển hết sang bên đây, tan bình x này cộng tan x cộng 2 bằng 0. Sao thầy đúng nhá? Vô nghiệm. Vô nghiệm à? Ok. Vô nghiệm vậy bỏ thôi. Trường hợp này không xét nữa. Mình chuyển xét trường hợp còn lại luôn. Với t bằng là trừ 2, suy ra là tan x cộng cô tan x bằng trừ 2. Bạn làm tương tự, bạn chuyển hết về tan đi. Vậy thì được là tan bình x này. Chuyển vừa quy đồng xong rồi chuyển về sang đây được cộng 2 tan x cộng 1 bằng 0. Đây là hằng thức các bạn nhỉ. Vậy thì thầy ra luôn được là tan x bằng trừ 1. Tan x trừ 1 thì nghiệm là gì các em nhỉ? Đọc thầy cái nghiệm ấy. Trừ pi trên 4. Nó sẽ là trừ pi trên 4 cộng k pi với k thuộc z. Đó. Thì đây sẽ là nghiệm của cái phương trình ở ví dụ 1. Rồi bạn nào xong rồi mình ấn giơ tay này. Em là xong rồi giơ tay.
Mình sang áp dụng vào ví dụ 1 này các bạn này. Áp dụng nha. Áp dụng như sau. Câu A. 3 lần tan bình x cộng 4 tan x cộng 4 lần cô tan x cộng 3 lần cô tan bình x cộng 2 bằng 0. Phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai. 1 trên cos bình x. Các bạn làm cẩn thận nhá. Cộng cô tan bình x cộng 5 phần 2 tan x cộng cô tan x cộng với 2 bằng 0. Ok, các em làm luôn ở vở của mình, làm xong gửi lên chấm. Nộp hết bài rồi đúng không? Nộp hết rồi. Các bạn làm thiếu à? Các bạn ơi, mình sang tiếp cái mẫu số 4 này. Nha, mình sang mẫu số 4. Mẫu 4. Mẫu 4 là các cái phương trình có dạng thế này. A nhân với tan bình cộng cô tan bình. Tan bình cộng cô tan bình x này. Cộng với B nhân với tan x trừ cô tan x cộng C bằng 0. Được chưa? Thì đối với phương trình này thì trước khi bạn làm thì bạn nhớ cũng tìm điều kiện cho thầy nhá. Nhá, vẫn thể tìm điều kiện. Cách làm của nó là chúng ta đi, chúng ta đặt T bằng, đặt T bằng cái hiệu này. Vừa nãy đặt T là tổng. Nãy là dạng mẫu bố 3 là có dạng tổng và tổng bình phương. Bây giờ sẽ có hiệu và tổng bình phương. Thì thầy đặt T của thầy bằng tan x trừ cô tan x. Nhá, sau đó thầy bình phương lên. T bình của thầy sẽ là tan bình x này cộng cô tan bình x này trừ đi 2 lần tan x nhân cô tan x. Thì nó tương tự như ở trên, tan nhân cô tan nó bằng 1. Vậy đây thì ra là tan bình cộng cô tan bình trừ 2. Đồng ý không? Đấy, tan bình cộng cô tan bình trừ đi 2. Từ đó thầy rút ra được tan bình x cộng cô tan bình x. Có phải là T bình cộng với 2 không? Đấy, thì được là T bình cộng 2 nhá. Sau đó thầy thay vào phương trình. Phương trình trở thành. Như vậy là A nhân với gì đấy? Tan bình cô tan bình sẽ là T bình cộng với 2. Cộng với B nhân T cộng C. Em giải như bình thường em được nghiệm T. Có nghiệm T quay lại tìm nghiệm X. Nhá, đấy, thế là xong. Đấy, ở đây chúng ta đề cập và chúng ta không cần quan tâm nhiều về chuyện điều kiện của T nữa, kệ nào. Em cứ giải bình thường thôi. Thằng nào không được thì loại đi. Bây giờ thầy lấy ví dụ này. Ví dụ 1 của cái mẫu 4 này. Thầy cho phương trình tan bình x cộng cô tan bình x trừ đi này tan x trừ đi cô tan x trừ 2 bằng 0. Đấy, thì cho quy trình này. Thì bạn để ý là trong phương trình này có sự xuất hiện của hiệu tan trừ cô tan, có tổng bình phương của tan cộng tăng bình cộng cô tăng bình. Thế vậy rõ ràng là đúng hơn là mẫu 4 rồi. Trước khi giải các em nhớ em phải tìm điều kiện cho nó. Ở đây cả cô tan lẫn cô tan đều ở trong đây đều xuất hiện, nên là mình phải cần có sin x khác không và cô đích khác không. Làm nhiều quá rồi.
x khác k pi trên 2 luôn, đúng không? Đấy, đây là điều kiện của cái phương trình này. Sau đó bạn tiến hành bạn đặt luôn t bằng tăng x trừ đi cô tăng x suy a t bình tăng bình x này cộng cô tăng bình x trừ đi 2. Vậy ta rút được tăng bình cộng cô tăng bình ra bằng t bình cộng với 2 t bình cộng cộng 2 này. Phương trình trở thành tăng bình của cô tăng bình sẽ thành là t bình cộng với 2. Ok chưa? T bình cộng với 2 trừ đi t trừ đi 2 bằng 0. Phương trình dẹp luôn à. Đấy, vậy mình tương đương ra là t bình trừ đi t bằng 0. Có phải bản ra nghiệm là t bằng 0 hoặc là t bằng 1 không? T bằng 0 hoặc t bằng bằng 1. Đấy. Nhà mình sẽ xuống dưới mình giải từng trường hợp một nhá. T bằng 0 với t bằng bằng 1. Ví thứ nhất. Với t bằng 0. Suy ra. Đấy, suy ra là tăng x trừ đi cô tăng x bằng 0. Hay tương đương là tăng x trừ đi 1 trên tăng x bằng 0 này. Bạn quy đồng lên mà ra là tăng bình x này trừ 1 bằng 0. Đúng không? Tăng x bằng trừ 1 bằng 0. Hay là tôi ra là tăng x có hai giá trị, tăng x bằng 1 hoặc là tăng x bằng trừ 1 không? Đấy. Thì với tăng x bằng bằng 1 ấy, với tăng x bằng 1 thì bạn ra nghiệm là x bằng pi trên 4 cộng k pi. Tăng bằng trừ 1 thì x bằng trừ pi trên 4 cộng k pi. Tức là em nhìn qua ở đây thì em thấy có hai họ nghiệm đúng không? Hai họ họ nghiệm. Tuy nhiên lại hai cái họ này nếu biểu diễn được cho lượng giác ra thì nhìn thấy nó lại kết hợp được với nhau. Còn quan sát này tại sao kết hợp được? Đấy nhá, pi trên 4 cộng kpi, pi trên 4 là cái góc ở chính giữa này đúng không? Pi trên 4 đây. Cộng kpi là cả ra điểm bên đối diện này nữa. Cái điểm này điểm điểm này. Tiếp theo là trừ pi trên 4 ở đây này. Cộng kpi là có điểm đối diện với nó nữa. Vậy bốn điểm này cách đều nhau trên đường tròn các em ạ. Đúng ý không? Góc ở đây đều là góc pi trên 2 này. Đấy, cái khoảng cách ở đây là bằng pi trên 2 không? Nghiệm thì bạn lấy điểm nào cũng được. Đấy, thì thường bảo mình ưu tiên chọn cái gì? Số dương bé nhất là lấy cái thằng pi trên 4 đây này. Vậy hai quả này và thầy tương đương là thầy thành x bằng dương bé nhất là pi trên 4 này cộng k nên khoảng cách là k pi trên 2. Đấy, xong họ ở bên này. Nha, bên này xong. Giờ sang bên kia giải cái trường hợp t còn lại xem ra gì nhá. Với t bằng 1. Với t bằng 1. Thầy tương đương là tăng x trừ cô tăng x bằng 1. Mình quy đồng lên nhá. Viết thành là tăng x trừ đi 1 trên tăng x đã. Quy đồng lên này. Ta được là tăng bình x này trừ đi tăng x trừ 1 bằng 0. Các bấm máy giúp thầy tăng ở đây bằng mấy vậy? Một cộng căn 5 trên 2 à? Thầy thầy chưa nghe rõ. Bằng 1 cộng căn 5 trên 2 với 1 trừ căn 5 trên 2. À, tức là hai hai giá trị đúng không? 1 cộng căn 5 trên 2 hoặc là tăng x 1 trừ căn 5 trên 2. Rồi ok, hai con này. Thế vậy thì hai con này thì mình làm viết hai cái ác là mình xong. Còn với hai cái ác là xong. Ác tăng của 1 cộng căn 5 chia 2 cộng kpi hoặc là ác tăng của 1 trừ căn 5 trên 2 cộng kpi. Đấy, với các thuộc z. Vậy tổng kết lại thì trong đây mình sẽ gì? Mình sẽ có tận 3 cái họ nghiệm. Nhờ, em kết luận cho thầy đi. Nhớ lưu ý ở trong cái trường hợp 1 là t bằng 0 ấy. Đến đây thì ta thấy là hai họ này kết hợp được. Hai họ này kết hợp được nên là ta quy nó là một họ thôi.
thầy sang ví dụ nha, thầy sang ví dụ áp dụng nha. Nào, các bạn sang thầy này. Áp dụng. Câu thì có phương trình sau đây. Căn 3 tan bình x cộng cô tan bình x cộng 2 nhân với căn 3 trừ 1 nhân với lại tan x trừ cô tan x trừ 4 trừ 2 căn 3. Không. Ok, làm luôn. Chấm hết chưa các bạn? Cái góc đấy, cái góc đấy thì thực ra là bản thân cái góc nãy pi trên 8 ấy thì bấm máy cũng được. Bấm máy nó ra đúng không? Nhưng cả em ghi áp cũng được, bởi vì thực ra góc đấy nó không phải góc góc đẹp đâu. Nó không phải là góc đẹp mà trong sách nó không có đưa vào. Nha, chứ còn em bấm ra pi 8 thì dùng luôn. Đấy, còn bạn nào mà không bấm mà nhìn thấy góc đấy nó không đẹp mình chuyển đổi luôn thì cũng được. Viết áp được. Giá viết áp đâu có sai đâu các bạn. Chẳng qua viết áp ở nhiều trường hợp nhìn nó không được gọn nhá. Xong hết chưa nào? Giờ các bạn xử lý đây. Thì thầy nhắc lại một chút này. Chúng ta học về phương trình lượng giác ấy. Mình có là phương trình lượng giác cơ bản. Ok chưa? Và có là phương trình lượng giác thường gặp. Đấy, mình học nó có hai cái phần này. Thì lượng giác cơ bản nó có bốn loại. Đấy, sin x bằng m, cos x bằng m này, tan x bằng m và cotan x bằng m. Ok chưa? Nó có bốn dạng cơ bản này. Còn thường gặp thì mình cũng có bốn dạng. Dạ. Dạng thứ nhất là đối với phương trình bậc 2, bậc 3. Bậc 2 hoặc là bậc 3. Đối với hàm số lượng giác. Bậc 2, bậc 3 đối với hàm số lượng giác này. Cái loại thứ hai là phương trình dạng A sin cộng B cos bằng C. Ok chưa? Cái thứ ba. Đấy, cái loại thứ ba là phương trình đẳng cấp đối với hàm số lượng giác nhé. Đẳng cấp có thể là bậc 2, bậc 3. Đấy. Và loại thứ cuối cùng. Đây, loại cuối cùng mà mình mới học đây, buổi trước buổi này đây. Đó là phương trình dạng là phương trình đối xứng. Nhá. Thì trong mỗi cái này thì nó sẽ có những cái loại phương trình nhỏ nhỏ. Những cái biến thể của nó. Đấy, nhiều khi là nó sẽ chưa rơi vào những cái dạng này luôn. Mà bạn phải qua một vài bước biến đổi nữa nó mới ra. Thì từng cái nào, phương pháp nào thì bạn phải nhớ nhé. Đấy, các em phải dở lại bảo mình xem. Đấy, để cho nó nắm thật chắc những cái này. Đi thi thì nó chỉ vào rơi vào những cái thằng này này. Đấy, thường gặp này. Cái cơ bản này thì thường người ta chẳng bao giờ người ta hỏi luôn phát cơ bản đâu mà sẽ hỏi cái thường gặp này. Bởi vì sau khi giải xong cái phần khó nhất thì đến phần dễ nhất nó sẽ ra cái này. Ra các phương trình cơ bản này. Mình không giải được là mình hỏng. Nhá. Hôm nay thầy sẽ đưa thêm lý thuyết về những cái phần đấy thì thầy mình học hết rồi. Bây giờ thầy sẽ quay lại thầy nói với bạn một vài cái bài tập. Gọi là tính chất gọi là nâng cao một tí. Nhá. Đấy, các bạn nhiệm vụ các bạn là hôm nay thầy cho các bạn một số bài xong các bạn về nhà và có cái xu hướng là ôn tập lại. Xem hết lại từ đầu. Học những phương trình gì rồi. Để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần. Sẽ có bài kiểm tra. Nhá. Chúng ta kiểm tra cái phần phương trình lượng giác này xem mình làm đến đâu. Mình nắm được đến đâu ở cái phần kiến thức này. Nha, chủ động ôn tập đấy nha. Kiểm tra hôm nào thì không nói đâu. Đấy thì chỉ nhắc thế thôi đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nói một vài câu phương trình gọi là nâng cao một chút nhá. Phương trình lượng giác mà nâng cao. Nào.
Bài số 1. Giải các phương trình sau. Câu A. Để có phương trình sau đây. 4 lần cos bình của 6x-2 cộng với 16 lần cos bình của 1-3x bằng 13. Em ghi đề bài vào này. Những cái phương trình này thì thực ra là nó cũng có thể gọi là phương trình không mẫu mực. Nó không hẳn, nó chưa đến mức mà gọi là khó quá cả. Nhưng mà nó đều là những cái dạng vừa của mình làm ấy, chỉ có điều là họ ẩn đi. Giờ cho các bạn nghĩ khoảng độ 3 phút nha. Chúng ta sẽ suy nghĩ khoảng 3 phút cho thầy. Cái bài toán này mình hướng mình sẽ làm là gì nha, suy nghĩ. Có ý tưởng gì ở đây không các bạn? Có ý tưởng gì chưa? Mai thấy gì không Mai? Em chưa nghĩ được thầy ạ. Bạn khác sao? Tùng? Tùng sao? Đấy nhá, nhưng mà đây giờ giúp bạn phân tích này. Bài này nghĩ ra là nó không đơn giản đâu. Khi mà chưa được học cái dạng này thì chưa thể biết được. Đây sẽ giúp bạn cởi cái nút thắt ở đây ra. Em quan sát đây này. Chúng ta hãy nhìn vào cái góc ở trong bài. Đây góc là 6x-2 và góc là 1-3x. Mình thấy hai góc này nó có liên hệ với nhau không? Có thấy gì liên hệ ở hai góc này không? Khánh Huyền. Bỏ 2 ở 6x-2 đấy chứ một. Hả? Nó sao? Em không biết gọi là cái góc gì. Nó ví dụ chẳng hạn nếu mà viết xuôi lại là 3x-1 đi thì có phải nó gấp đôi không? À. Đúng không? À. Nếu mà 3x-1 là nó gấp gấp đôi đấy thì bây giờ đầu tiên thầy cho thành 3x-1 ạ. Cốt đối. Mình nhớ công thức này, cốt đối xin bù phụ chéo không? Cốt đối thì bằng nhau nhá. Vậy viết đây thành là cốt bình của 3x-1. Tiếp theo tôi thấy trong đầu tôi thấy thế này này, rõ ràng cái góc 6x-2 này nó gấp đôi góc này. Đúng không nhỉ? Nó gấp đôi góc góc bên này. Đấy, nó bằng 2 lần cái góc 3x-1 này. Đúng không? Đấy, gấp đôi như vậy. Thế giờ phải xử lý như nào? Chia 2. Chia 2 á? Đây là góc này góc gấp đôi nhá. Hãy nghĩ như này trong đầu này. 4 nhân với cốt bình của góc 2x đi. Góc gấp đôi mà. Cộng 16 nhân với lại cốt bình của x bằng 13. Nếu để này các bạn giải được không? Nếu để này các bạn giải được không? Làm kiểu gì Tùng? Được ạ, được ạ. Làm như nào? Bỏ cái x ra đi. Xử lý thằng này hay là thằng này? Thằng thứ nhất hay thằng thứ hai? Xử lý thằng nhất. Thằng thứ nhất à? Đưa hết về x à? Cũng được, đưa hết về x nhưng mà thế thành bậc 4. Nên biến đổi thằng thứ hai. Dùng công thức hạ bậc em ạ. Nên biến đổi thằng thứ hai dùng công thức hạ bậc ấy. Nó sẽ hiệu quả hơn. Đúng không nhỉ? Đấy, thằng này hạ bậc có phải nó thành là 1. 1 cộng với cốt góc nhân đôi là cốt 2x tất cả chia 2 à? Đấy, vậy thằng đầu tiên thì để im nhá. Đấy, 16 nhân với này cốt bình thì dùng hạ bậc vào đây nhá. Hạ bậc vào đây. 1 cộng cốt góc nhân đôi lên là 6x-2 tất cả chia 2. Hiểu ý thầy không nhỉ? Đó, sau đó thì thầy sẽ làm thao tác là thầy thầy nhân hết nó ra. 16 chia 2 là còn 8 này. Đây là cốt bình của 6x-2. Được chưa? 4 cốt bình của 6x-2 cộng với 8 lần cốt của 6x-2 chuyển 13 sang đây.
Thì là trừ 5 à? Bằng 0 à? Em bấm máy giúp thầy xem là nghiệm như nào. Một phần hai với lại trừ 5 phần 2. 1 phần 2 trừ 5 phần 2. Trừ 5 phần 2 thì phải loại rồi. Vô lý. Code phải thuộc đoạn trừ 1, 1 chứ. Đúng chưa? Vậy lại 1 phần 2 thôi. Mình có hai trường hợp đúng không? 6x trừ 2 của mình nếu mà code là 1 phần 2 này. Thì góc là pi trên 3. K2pi hoặc là trừ pi trên 3. K2pi. Em rút về đến khi còn x bằng mấy đi. Rút giúp thầy ra vậy. Xem nghiệm là gì? Chuyển 2 sang là xong là chia 6 đúng không? Chuyển 2 sang chia 6. Đọc thầy chỗ này vậy. Xem ra gì nào? Trần Hiền đọc có thầy em ra nghiệm đấy còn bao nhiêu em? Trần Hiền đọc thầy nghiệm nào. Em đấy bao nhiêu? Em thấy là x bằng 2 cộng với pi trên 18 cộng k2 cộng với k pi trên 3. Hai à, em con hai em không chia à? Hai phải phải chia 6 chứ. 6 là 1 phần 3. 1 phần 3 cộng pi trên bao nhiêu? Pi trên 18. Cộng k2 pi trên K trên 3. k pi trên trên 3 thôi đúng không? K2 pi trên 6 thì k pi trên 3 thôi rồi. K pi trên 3. Cái dưới thì ra bao nhiêu? 1 phần 3 trừ pi trên 18 cộng K pi trên 3. Rồi, ok. K thuộc Z. Đấy, xong. Kết luận. Vậy phương trình của thập nghiệm. Đấy, thực ra nó là dạng 1 đúng không các bạn? Đấy, dạng dạng 1 ấy, của phương trình thường gặp ấy. Đây là K thuộc Z. Đấy, xong. Xong dạng 1 nhá. Đấy, bài đầu tiên. Gọi là nâng cao thôi nhưng mà nó cũng không đến mức quá quá khó hiểu thì đúng không nhỉ? Thế khi mà mình được hướng dẫn rồi thì mình thấy là mọi thứ nó dễ dàng thôi. Thực ra cái cách vừa nãy là em định lựa chọn em đưa hết về góc 3x cộng trừ 1 cũng được. Tuy nhiên bậc phương trình nó sẽ cao. Các bạn lưu ý nhé, bậc của mình nó sẽ cao đấy. Ok, thầy sang câu B. Câu B. Các bạn ghi thầy đề bài này. Để có phương trình sau đây. Cos của 2x cộng 150 độ cộng với 3 lần sin của 15 độ trừ x trừ 1 bằng 0. Đấy, quan sát. Đấy, nhìn phương trình đi. Đấy, nhìn phương trình. Bây giờ thầy không cần các bạn làm được. Thầy cần các bạn phát hiện ra ý tưởng. Nhá, các bạn lại ngồi suy nghĩ cho thầy. Đấy, ngồi suy nghĩ 3 phút để tìm ra ý tưởng ở bài tập này. Đấy, theo các bạn bài này sẽ làm ý tưởng là gì?
Rồi, quay lại bài này đi. Các bạn xem thầy xem cái bài tập này nó như nào đây. Là các bạn nhìn ở hai cái góc bạn nhé. Những cái bài tập này để phát hiện ra phải nhìn bằng góc. Quan trọng nhất là bạn tìm ra cái liên kết những cái góc này. Đấy, mình không tìm liên kết thì mình không giải quyết bài toán này được. Ở đây thì có là cos của 2x cộng 150 độ với lại sin của 15 độ trừ x. Thì 2x cộng 150 với 15 độ trừ x thì không thấy ổn tí nào cả. Nhá, thứ nhất là về x ấy. Một thằng là 2x, một thằng là trừ x. Đấy. Thì cảm giác nếu mà chẳng hạn nếu tôi đổi ngược lại tôi lấy đối thì là x trừ 15 độ thì 2x gấp đôi x đúng không? Nhưng mà 150 độ nó đâu có gấp đôi 15 độ đâu. Nào các bạn công nhận nào, 150 độ nó không hề gấp đôi 15 độ. Đấy, thế vậy bây giờ bài toán của ta nó không chỉ là một liên kết đơn giản nữa. Thầy sẽ biến đổi bài toán này như sau nhá, quan sát này. Thầy sẽ biến đổi góc bên này trước, góc bên này. Thầy sẽ làm như sau, bây giờ thầy muốn có tất cả hai thằng đều có dạng là trừ, đối với x nó sẽ là trừ. Thì thầy sẽ lấy là thầy sẽ chuyển về cos của góc bù lấy 180 thì trừ đi 2x, trừ đi cả góc này đó, trừ 2x trừ 150. Thì bạn nhớ là cos đối sin bù bằng nhau, còn cos bù ấy hai góc này là hai góc bù với nhau mà. Cos bù thì phải đối nhau. Công nhận chưa? Cos bù đối nhau. Đây vẫn viết lại. Tương đương này. Vậy là trừ cos của này, 180 trừ 150 là 30 độ trừ đi 2x. Này được không? Đấy. Thì đến đây em nhìn được ra lấy liên kết ở đây chưa? Nào. Ai nhìn ra liên kết hai góc này rồi? Là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đôi. Gấp đôi đúng không? Thằng trước gấp đôi thằng ở sau này. Đấy, thằng trước gấp đôi thằng ở sau này. Bậc thì giống nhau, thế vậy thì dùng công thức góc nhân đôi vào đây. Đây chính là cos 2x này này. Cos 2x này này. Mà mình cần đổi về sin đúng không? Đổi về sin. Đấy, khi đổi về sin nó bằng 1 trừ 2 sin bình. Sin bình của góc một nửa nó là 15 độ trừ đi x. Đấy, sau đó bạn nhân tung nó ra. Trừ 1 cộng 2 sin bình. Rồi, sau đó thầy sắp xếp lại bậc 2 sin bình này. Cộng 3 sin. Trừ 1 trừ 1 đó là trừ 2 à? Ok nhỉ, các bạn bấm máy thầy có nghiệm đẹp không? Đọc thầy nghiệm ấy. 1 phần 2 với trừ 2. 1 phần 2 với trừ 2. 15 độ trừ x bằng 1 phần 2 này. Hoặc là sin của 15 độ trừ x bằng trừ 2. Trừ 2 thì vô lý rồi. Bỏ. Giải cái 1 phần 2 thôi. 1 phần 2 thì lại ra hai họ nghiệm. Dạ. Sin là 1 phần 2. Sin là 1 phần 2 nó sẽ là góc gì? Pi trên 6 là radian. Nhưng đây là ghi theo độ. Thì phải là góc 30 độ. Cộng K 360. Được chưa? Thằng này sẽ là góc 150 độ. Cộng K 360. Này, tương đương thôi thầy, bạn rút x ra. X sẽ bằng gì nhỉ? Nếu x thì vứt sang đây này thì vứt ngược lại thì là trừ 15 độ. Đúng không? Trừ 15 độ. Trừ đi K 360. Đấy, họ vứt x ngược bên này. X bằng này. 15 độ mà trừ 150 độ. Thì ra là trừ 135 đúng không? Trừ K 360. Thì trong cái này đuôi nghiệm thì bảo để hết rồi cấu cộng được đúng không? Quan sát lại thầy kết quả với. Em ok chưa? Phương Anh soát cho thầy lại kết quả đúng không em? Đã, thầy chuyển chữ x sang bên phải nhá, xong thầy lấy viết ra sang bên trái.
Em thấy đúng ạ. Rồi, ok. Thế vậy thì đây là xong rồi. Các bạn kết luận đi, vậy phương trình có tập nghiệm đi. À, S bằng. Em kể giúp thầy với. Liệt kê các kinh nghiệm ra. Liệt kê các kinh nghiệm ra. Xong nhá, xong mình sang câu C thầy này. Cốt bình của pi trên 3 cộng x cộng 4 cốt pi trên 6 trừ x. Bài này thì nghĩ là sao các bạn nghĩ ra. Đấy, nó không khó. À, xong trên xuống nghĩ câu C này. Để cho 3 phút suy nghĩ này. Các bạn nghĩ ra điều gì chưa? Hai góc ở đây này, Trần Hiền. Em thấy cái chỗ mà 4 cos x pi trên pi phần 6 trừ x thì có thể sử dụng phụ ạ. Hai góc này nó phụ phụ với nhau đúng không? Nó phụ nhau tại vì tổng là bằng 90 độ. Tổng pi trên 2 đấy. Tổng hai góc đấy chính là pi trên 2, em cộng thử vào x vi trừ x là hết. Pi trên 3, pi trên 6 là pi trên 2. Ok. Thế vậy thì mình đưa hết được một góc thôi. Đấy, góc nào cũng được. Đấy, em thích đưa góc nào nào? Đưa hết đi. Đưa góc trước à? Góc sau. Đưa hết góc sau á? Tức là em sẽ đưa thằng này mình là sin bình. Phụ phụ là phải chéo nhá. Phụ là phải chéo thôi thì đổi hết về thằng trước đằng sau cũng được. Thế đầu tiên thì để nguyên đây này. Thằng nhất thì để nguyên. 4 sin này. Sin thì đổi thành góc thằng đằng trước. Đó. Thì bây giờ mình muốn đưa hết về sin này thì đưa cái thằng trước cốt bình thành 1 trừ sin bình. Đấy, trừ sin bình cộng 4 sin chuyển 4 qua thì thành trừ 3 đúng không? Bằng 0. Cho thành nghiệm ở đây cái. Nghiệm gì các bạn? Ba với trừ ba ba với ba một đúng không? Ba một, ok. Ba thì vô lý rồi. Giải một thôi. Vậy pi trên 3 cộng x. Đấy, pi trên 3 cộng x của tôi sẽ bằng sin bằng 1. Thì ra cái gì vậy? Công minh. Thầy sin x bằng 1 tương đương với lại Góc góc nó bằng gì nào? tương đương với lại x bằng pi trên 2 cộng k2 pi. Pi trên 2 cộng k2 pi. Này là chưa thuộc đây này. Lại bây giờ lại xem đấy. Pi trên 2 mà trừ pi trên 3 là pi trên 6. Đây đây là nghiệm của mình trong câu này nhá. Đó, thì các bạn để ý cái câu này cái liên kết nhìn nó dễ nhìn hơn câu vừa nãy. Đó là gì? Nhìn phát là biết phụ nhau rồi. Đấy, cái phụ với những cái này thì thầy trước đã ôn các bạn hết rồi. Thậm chí ở trong những cái bài là A, C, B, code mình gặp rất nhiều. Đúng không? Phụ này, bù này, đối này. Thấy chưa? Hơn kém pi trên 2 rồi hơn kém pi đã làm cả rồi. Quan trọng em dùng cái liên kết nó phải chuẩn. Ví dụ phụ phụ thì nó chéo.
Đấy, cốt đối sin bù nhá, nhớ ra cho thầy. Đấy là một vài cái ví dụ nhá, một vài cái ví dụ về cái phần này. Thực ra là ví dụ thì nó vẫn còn nữa. Thế để nếu một buổi sau thứ thì thầy sẽ nói thêm cho các bạn nhá, sau thì nói thêm. Bây giờ thì chúng ta ghi bài về nhà, một số câu phương trình thì chúng ta về nhà ta giải nhá. Nhớ là về nhiệm vụ các bạn ngoài việc làm bài tập thì chúng ta sẽ ôn lại bài trước đi. Đấy, để trong trường hợp thầy kiểm tra vào hôm nào đấy thì chúng ta làm được, không vấn đề gì cả. Bài về nhà. Thầy định ghi bài về nhà hết 10 phút cuối à? Không, thế thì mất hết tình thầy trò, không được. gì cẩn thận thế, mất hết cái niềm tin vào thầy vậy. Huyền đi gần gần hết thôi, 9 phút là được, 10 phút. Câu cậu A. Tang bình x cộng cô tang bình x cộng 2 lần tang x cộng cô tang x trừ 6 bằng 0. B. 2 lần tang bình x cộng 3 tang x cộng 2 lần cô tang bình x cộng 3 cô tang x cộng 2 bằng 0. C. 1 trên cos bình x cộng 2 tan x cộng 1 trên sin bình x cộng 2 cô tan x trừ 8 bằng 0. D. 3 x cộng 7 nhân tan x cộng với cô tan x cộng 7 nhân cô tăng x cộng 14 bằng 0. E. Tăng bình x cộng cô tăng bình x trừ 1 phần 2 tăng x cộng cô tăng x tăng x cộng cô tăng x trừ 1 bằng 0. F. Năm cos của 2x cộng pi trên 3 bằng 4 lần sin của 5pi trên 6 trừ x trừ 9. Một câu nữa. Câu G. Câu cuối. Ok. 7 câu nhá. 7 phương trình này.